FG Hi-Fi TV rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Trong những năm vừa qua, công nghệ điện toán đám mây đã trở thành một thứ rất gần gũi, quen thuộc cho tất cả mọi người và đóng vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày. Điện toán đám mây có thể hiểu một cách đơn giản là các nguồn điện toán khổng lồ như phần mềm, dịch vụ sẽ nằm tại các máy chủ ảo trên Internet thay vì trong máy tính gia đình hay văn phòng để mọi người kết nối và sử dụng mỗi khi họ cần. Tuy nhiên, một bộ phận lớn người sử dụng có thể không tin tưởng điện toán đám mây bởi các máy chủ của dịch vụ này được cung cấp từ bên thứ ba. Vậy đâu là giải pháp cho họ khi không cần dùng điện toán đám mây nhưng vẫn được hưởng lợi ích từ công nghệ này? Câu trả lời là NAS. Vậy NAS là gì và có lợi ích như thế nào? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong chương trình ngày hôm nay. NAS là từ viết tắt của Network Attached Storage, dịch tạm tiếng Việt là thiết bị lưu trữ gắn vào mạng. Dù tên mang nghĩa hẹp, nhưng trên thực tế, NAS làm được rất nhiều công việc và việc chính là tập trung hóa toàn bộ dữ liệu của người dùng cho dễ quản lý. NAS thường được sử dụng để lưu trữ, chia sẻ file và đặc biệt là streaming các dữ liệu đa phương tiện trong thời gian gần đây. Với các hệ thống NAS hiện đại, người dùng có thể ra khỏi nhà, văn phòng mà vẫn truy cập được dữ liệu ở nhà một cách dễ dàng từ bất cứ thiết bị nào, tương thích với định dạng dữ liệu được lưu trên NAS. Không chỉ vậy, rất nhiều NAS hiện nay sử dụng giao diện web, cho phép người dùng nghe nhạc, xem phim và lưu ảnh thông qua trình duyệt web mà không cần cài đặt thêm phần mềm nào. Bên cạnh đó, khả năng lưu trữ dữ liệu của NAS cũng rất lớn, giúp người dùng tiết kiệm dung lượng trên PC hiệu quả. Với 1TB ổ cứng hiện nay, người dùng có thể lưu tới 30 bộ phim dưới định dạng Blu-ray, 200.000 bản nhạc nếu đó là file MP3 dung lượng trung bình khoảng 5MB hoặc khoảng hơn 200.000 bức ảnh. Và với NAS, người sử dụng có thể lắp bao nhiêu ổ cứng tùy ý, miễn sao số lượng nằm trong phạm vi NAS cho phép. Ngoài ra, NAS còn giải quyết một vấn đề mà dân văn phòng thường hay gặp, đó là backup dữ liệu. Các dữ liệu đã được tải lên NAS có khả năng tự động lưu lại bất cứ thay đổi nào nếu dữ liệu gốc trên máy tính được chỉnh sửa. Vậy đối với một thiết bị như NAS, người dùng cần quan tâm đến các tiêu chí nào? Lựa chọn dung lượng của NAS ảnh hưởng rất lớn đến giá thành. Các NAS dành cho cá nhân thường ít hỗ trợ SATA gắn trong mà dùng ổ cứng gắn ngoài thông qua cổng USB. Một số NAS loại này có tới 4 cổng USB hỗ trợ các ổ cứng tới dung lượng cả terabyte. Điểm hạn chế lớn nhất khi sử dụng ổ này thường không hỗ trợ các phương thức bảo vệ dữ liệu như RAID 1 hay tăng tốc như RAID 0. Hệ thống NAS ổ cứng gắn trong hỗ trợ rất nhiều phương thức quản lý khác nhau và gần như không bị giới hạn dung lượng lưu trữ của một ổ cứng, tối đa 3TB trên một ổ hiện tại, thì nhiều NAS gắn ngoài USB bị giới hạn vài trăm GB hay thấp hơn trên một cổng. Thường thì các ổ NAS đi kèm sẵn ổ cứng bên trong sẽ rẻ hơn rất nhiều, tuy nhiên cũng có một số trường hợp ngược lại. Chính vì điều đó, người dùng nên mua loại không ổ và tự lắp các ổ rời vào. Với các ổ cứng dành cho doanh nghiệp thì không cần phải nói đến khả năng mở rộng của chúng. Các ổ lưu trữ mạng NAS mới hiện nay thường được hỗ trợ Gigabit Ethernet thay cho mạng 100 Mbps trước kia. Một số NAS thậm chí hỗ trợ tới 2 cổng Ethernet cho port chunking. Tính năng này nhằm dự phòng một cổng hỏng và ngay lập tức thay bằng cổng kia nhằm đảm bảo khả năng kết nối. Ngoài ra, nó cũng kết hợp hai đường Ethernet của NAS nhằm tăng tốc độ truyền tải dữ liệu. Các thiết bị NAS hỗ trợ không dây thường không phong phú như loại có dây và người dùng sẽ gặp phải một số vấn đề như độ trễ thường lớn hơn các loại dùng dây. Dù vậy, thì ngày càng nhiều NAS được tích hợp Wi-Fi chuẩn N hoặc các lựa chọn cho phép gắn USB Wi-Fi vào. Các thiết bị NAS cũng có bộ nhớ RAM và vi xử lý. Bộ xử lý càng nhanh, RAM càng nhiều thì NAS đó có hiệu năng càng cao. Nếu nhu cầu sử dụng cao thì nên đầu tư vào những bộ NAS dùng chip Atom. Các NAS rẻ hơn thường dùng chip Marvell. Vài NAS cho phép nâng cấp RAM nhưng hầu hết đều gắn chết vào mainboard. Hệ điều hành cho NAS cũng là điều mà nhiều người quan tâm. Hầu hết các hệ thống NAS hiện nay đều hỗ trợ Windows đầy đủ. Người dùng Mac cũng không phải lo lắng quá nhiều. Một số NAS hỗ trợ hệ thống sao lưu định kỳ Time Machine của MacOS X. Nhưng ai dùng Linux thì nên sử dụng những bản Linux phổ biến vì không phải NAS nào cũng hỗ trợ Linux. NAS chỉ có giá trị chừng nào nó còn lưu trữ được dữ liệu của các bạn.
Các NAS cao cấp thường có những tùy chọn thiết lập RAID hay các hệ thống cảnh báo hỏng hóc ổ cứng và những vấn đề nghiêm trọng. Việc phục hồi dữ liệu trong những trường hợp xảy ra hỏng hóc cũng là một vấn đề cần được quan tâm. Những NAS cho doanh nghiệp thường hỗ trợ tính năng hot swap, cho phép thay đổi đĩa cứng mà không phải ngắt nguồn hay ảnh hưởng đến hiệu năng hoạt động của ổ. Một số NAS còn hỗ trợ sao lưu dữ liệu trong ổ cứng lên máy chủ đám mây, một giải pháp cực kỳ an toàn khi dữ liệu được lưu trữ ở hai khu vực hoàn toàn tách biệt. Hiện nay đã có rất nhiều NAS hỗ trợ quản lý từ xa, chẳng hạn như các dịch vụ trên nền đám mây hay quản lý thông qua giao diện web. Tích hợp với các dịch vụ nền đám mây là một tính năng rất quan trọng nếu muốn chia sẻ dữ liệu dễ dàng hơn với bạn bè và người thân. Có thể thấy, NAS là một công cụ lưu trữ, quản lý rất hữu ích không chỉ đối với audio file mà còn đối với bất cứ ai. Hy vọng, thông qua những thông tin trên, quý vị và các bạn có thể tự tìm cho mình một hệ thống NAS hiệu quả với mức chi phí hợp lý. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của tạp chí Hi-Fi TV.